Ok, giờ mình bắt đầu luôn nha. Tuần trước thì cho em có chia sẻ về bài bài call rồi, hôm nay thì mình chia sẻ về bài sell call. Cái sell call này thì thực chất là nó cũng ít thông dụng hơn cái strategy này, ít người chơi, chủ yếu người ta mình thấy hầu như là người ta chơi về sell put là nhiều hơn là sell call. Tại vì sell call cũng có nhiều đặc điểm là nó, nếu mà sell call naked á, unsecure sell call là nó unlimited loss, nó là super high risky. Còn sell cover call thì khi mà mình có share thì nó không có risky, nó đỡ risky hơn. Even là nó good cho mình luôn chứ không có risky. Ok, để mình vô đầu tiên. Ok, vậy sell call là gì? Thì sell call là cái kiểu, một kiểu đánh là giống như là mình đánh trong cái bearish market hoặc là sideways. Khi cái lúc này chiến thuật mà này dùng tốt nhất là trong cái giai đoạn cuối của lúc mà bull run market, có nghĩa là khi mà cái một đoạn bull run của một con stock nào đó, ví dụ như Apple đó, nó chạy thẳng một đoạn từ 120 cho lên tới 135, thì khi đó là bắt đầu nó chạy chậm lại dần, rồi cái lực mua cũng yếu dần, thì mình lúc đó là mình sẽ thấy trên chart là cái lực mua yếu dần, rồi nó bắt đầu xuất hiện cái tín hiệu là muốn là pull back hoặc là sideways. Thì lúc đó là cái lúc những người mà đang giữ share Apple á, đó là lúc thời điểm mở sell call thích hợp đó. Khi mà mở sell call là những khi mà mở cuối cái giai đoạn của bull run hoặc là sideways, bắt đầu sideways là mình mở, đừng để nó ví dụ như để sideways một thời gian mở khó, mở khi nào là có credit thì trước đó mình sẽ nói. Bây giờ mình chỉ nói nghĩa cái xe sell call là vậy, đại loại là nó chuyên về đánh trong cái bearish market hoặc là sideways. Khi stock bắt đầu chạy chậm lại và chuyển sang giai đoạn downtrend hoặc là nó bắt đầu sideways. Ok, vậy còn sell call có nguy hiểm không? Thì điểm hay là tiếp tục vào cái loại sell call nào mà mình mở nữa. Ví dụ như sell unsecured call, có nghĩa là sell naked call đó, là bạn khi mà bạn không có sở hữu cái xe nào, và không có cái xe nào trong cái portfolio. Bình thường là 100 xe là mình mở được một contract sell cover call. Còn sell naked call là mình không có cái xe nào, hoặc mình có vài xe mình vẫn mở được. Nhưng mà khi mở là bên broker nó sẽ lấy cái tiền collateral, tiền collateral của mình á, là để thế chân vào. Nhưng mà thường á là những broker nó không có cho những người mới chơi hoặc là những người ít kinh nghiệm để mở cái mấy contract rồi đâu, tại vì nó risky á. Những người mà chơi option lâu năm có kinh nghiệm rồi hoặc là tài khoản có khá khá tiền mà trong margin á, thì người ta mới mở chức năng này cho mình, chứ người bình thường người ta không có. Ok, thì nguy hiểm hay không là xíu, có thể mình sẽ nói kỹ thêm vào phần đó nha. Còn như còn sẽ mình nói thêm cái phần sell naked call. Ok, tại sao là nguy hiểm? Nó nguy hiểm là ok, mình không có 100 xe để mình mở một contract, thì cái nó gọi là unlimited loss. Nếu mà cái xe nó tiếp tục chạy lên không ngừng nghỉ. Ok, có nhiều con stock nó chạy ghê lắm, nó chạy một mực từ dưới, thì là mọi người trade nhiều cũng thấy rồi. Nếu mà ai sell xui xui trúng mấy con, như ví dụ như một con như Tesla đi chẳng hạn, còn không như trúng như cái đợt đầu năm này là con gì mọi người nhớ không? Con GME đi, ai mà sell kho hắn mình nó kịch là chắc banh luôn tài khoản luôn, tại vì nó chạy hoài, nó đâu có dừng. Khi mà nó chạy vậy á, ok, người sell call
là người bán cái call cho cái người buy call. Buy call là bài bữa trước JM dạy. Ok, có người buy call thì phải có người bán call. Khi mà stock nó chạy lên hoài vậy là cái người buy call người ta sẽ ăn ăn nhiều luôn. Cái khi người người nào là người lỗ, đó là cái người bán sell call đó lỗ, bán cái contract sell call đó cho người buy call lỗ. Thì khi nào cũng vậy, trong market có người ăn là chắc chắn sẽ có người lỗ. Thì nên hoài thì miễn sao tới cuối tuần sau ngày thứ sáu cái khi mà cái không nghe tiếng hả? Hello, mọi người nghe lại được tiếng chưa vậy? Sorry, để em nói lại từ đầu. Cái phần chỗ nguy hiểm nha. Yeah, dạo này cá mập nhiều quá, cắn đứt cáp rồi à. Cá mập trên market nó cắn ban tài khoản ở dưới internet nữa, nó cắn đứt cáp thôi. Ok, nguy hiểm cái sell naked call, nguy hiểm là tại vì mình không có cái giữ cái xe nào hết. Mình gọi là bán khống co cái co đó, khi mà cái con trúng một cái con stock bị điên như con GME đi, nó chạy lên hoài lên hoài lên hoài vậy, là cái người mà buy co người ta sẽ ăn tiền rất nhiều. Thì cái tiền mà người ta ăn đó là người ta ăn của người sell co. Ok, thì chắc chắn là một người ăn là phải có một người thua. Khi đó là gọi là unlimited loss, tại vì nó chạy hoài, chạy lên thì chạy hoài, chạy xuống thì chỉ chạy tới zero dần thôi, nhưng mà chạy lên là nó chạy hoài chạy hoài chạy hoài thôi. Đó là cái loại nguy hiểm, mình không khuyến khích mọi người chơi nha. Còn có chơi thì chơi sell call về call khi mà bạn đã có 100 share trở lên. Ok, ví dụ có 200 share thì mình mở được hai hai contract, 100 share mở một contract. Ví dụ mình có share 100 share giá 10 đô, rồi mình sell một cái call, sell call về call cho expire tuần sau với giá là 15 đô đi chẳng hạn. Thì khi từ giờ cho tới tuần sau, miễn sao tới ngày expire của tuần sau á, con stock đó cái giá nó không có lên, nó vẫn nằm dưới cái giá 15 đô á, thì mình ăn trọn được cái tiền premium mà lúc mình mới vừa mở contract ra mình nhận á. Ok, rồi hoặc là nó trong cái thời gian ví dụ thứ ba thứ tư nó lên trên 15 luôn đi, nó lên 16 luôn đi, thì lúc đó là mình đã lỗ cái contract sell call rồi. Nhưng mà thay vào đó thì mình ăn cái tiền, cái account mình vẫn đang ăn cái tiền share, vì 100 share của mình mua mua giá 10 đô, giờ nó lên 16 đô là mình lời 6 đô một share rồi, là mình vẫn có lời nhiều. Đấy, cùng lắm là cuối tuần mình sẽ bị gọi là bị assign share, có nghĩa là mình phải transfer cái share mình cho cái người buy call đó, vì người buy call đó người ta có quyền mua 100 share với giá 15 đô khi mà mình sell strain 15. Ok, nhưng mà mình vẫn lời, mình transfer cho người ta với cái giá 15 đô một share là mình lời 5 đô một share rồi. Rồi mình được cái tiền gọi là tiền credit, tiền premium á. Khi mà mình mở contract ra là mình đã nhận được rồi nữa. Đó là cái độ an toàn của sell call về call. Mình cứ cứ nói vậy thôi mà trong lúc mình nói mà mọi người không hiểu hay là sao đó, cứ cứ poll vào trong cái classroom chat nha.
Ok. Ok, mình sẽ qua cái slide tiếp theo. Để mình nhớ theo cái chuyện để mình sẽ chỉ là mọi người. Ok, còn siêu kho hoạt động như thế nào thì mình nói là thường có người buy kho thì phải có người sell kho. Ok, có người mua thì phải có người bán, vậy thôi đơn giản, mình cứ hiểu vậy. Mà thường mà ai beginner mới vô chơi option cũng đều là chơi buy kho hết. Mà mọi người thấy đấy, mọi người chơi buy call bình thường 10 lần thì được mấy lần ăn, chủ yếu là thua không đúng không? Mà thua đó lại ăn cái người bán call đó ăn đó. Nên mọi người học thêm về seller là một lợi thế. Seller là mình nói thêm một chút xíu về seller nôm na vậy cho dễ hiểu này. Ok, buyer á thì mình bỏ vốn 200, mình ăn 2.000. Nếu mà ăn nha, bỏ vốn 200 ăn 2.000, nhưng mà tỷ lệ ăn là chỉ được cỡ 10%, 15% là ăn thôi, còn lại là 90% là mình thua. Đó là buyer bỏ vốn 200 ăn 2.000, nhưng mà chỉ được tỷ lệ ăn là cỡ 15% cơ hội là mình ăn thôi. Còn seller là bỏ vốn 2.000 mà ăn có được cái tối đa cỡ 200 thôi, nhưng mà tỷ lệ ăn 90%. Đó là cái bên seller. Bên nào cũng có cái mặt tốt với mặt xấu ấy, nói vậy cho dễ hiểu. Nhưng mà thà mình ăn ít mà ăn nhiều ăn tỷ lệ ăn cao còn hơn là mình vô đóng đánh giống như kiểu là lost store. Mọi người hiểu không? Bỏ 200 mà 10 lần cũng mất 2.000 à, mà tỷ lệ ăn có 10% là cùng à. Thường mình ai đánh vô bay kho hay là bay push gì cũng tỷ lệ thua nhiều lắm. Ok. Yeah, đúng rồi, seller ăn ít no dai, nhưng mà phải biết cách chơi nha. Ăn 10 lần mà thua lần cũng trả đưa đồ lại hết cho nó đó. Nhưng mà phải biết cách chơi, mình phải hiểu đúng bản chất của nó. Nhất là cái sell market call, mọi người mình khuyến cáo là không nên vô đang vô quần đó. Ok. Ok, khi vậy khi nào là sell call ăn tiền này? Khi mà mình make profit khi stock nó đi xuống. Ok, mình đánh sell call có nghĩa là giống như là mình đánh cho trong bearish market, là mình dự đoán stock đi xuống. Còn cứ mình mọi người cứ nhớ như vậy cho dễ nhớ này. Ok, buy call là đi lên, là ăn. Ok, rồi ngược lại với buy là sell, thì sell call là đi xuống mình ăn. Cứ ngược với buy sell thôi, mua với bán. Ok, cứ stop mà đi xuống là mình ăn khi mà mình mở sell call. Ok, đó là điều chắc chắn rồi. Nhưng mà mình vẫn còn cơ hội ăn nữa, có nghĩa là khi stop đi sideways mình vẫn ăn. Đó là lợi thế của seller. Thậm chí là khi stop mình nó đi lên một chút xíu mình vẫn ăn. Ok, rồi còn ăn khi nào nữa? Khi mà stock nó đi quá lố khỏi cái break even của mình rồi nó quay đầu lại mình vẫn ăn. Chứ còn mà buy call, ok, ví dụ như mình ví dụ một con nha, ví dụ như Apple luôn đi. Khi Apple đang ở giá 130 đô mà bạn mua buy call 135, mua cuối tuần hoặc là 2 tuần đi, khi mà Apple nó lên 135 mình ăn rồi mà mình không bán, mình để đó chờ chút xíu là mình cũng quỳ dấu hoặc là thua à. Còn không, khi Apple nó lên 135 rồi nó rớt xuống là
còn nó là hay là ở trạng âm bật lọc mật vật ứng thu của còn như sức tiêu kho và khác.
Ok, mọi người thấy chưa? Sorry nha. Nãy giờ sự cố. Nãy mình nói tới đâu rồi ta? Ok. Mình tới nói tới phần là khi nào là mình có thể win được sale call nha. Ok. Làm sale đúng là như mọi người nói ở trang ấy, là làm sale là thì nó cũng có nguy hiểm nhiều lắm. Nếu mà mình không biết cách đó, mình mà vô lộn cái sale naked call khi mà mình không có xe thì rất là nguy hiểm. Không khuyến cáo mọi người cho đó, chỉ khuyến cáo mọi người chơi là có sale call là sale cover call thôi. Ok. Ok, còn khi nào là mình make profit trong cái sale cover call là khi mà stock nó đi xuống là mình ăn, ok. Stock đi sideways mình cũng ăn. Stock đi lên, stock mình nó đi lên mà đi lên một chút xíu mình cũng ăn. Rồi nó đi lên nhiều xong rồi nó quay đầu lại nó bounce back lại trước cái ngày expire của mình thì mình cũng ăn luôn, ok. Mình chỉ thua khi mà con stock nó move mạnh chạy một lèo luôn từ dưới chạy lên thẳng một hơi vậy đó, là chạy xa quá quá xa khỏi cái spray của mình sell á, thì lúc đó có thể là mình sẽ bị assign cái xe của mình, có nghĩa là transfer cái xe của mình với cái giá mà cái spray mình sell á qua cho cái người mà buy call khi mà người đó đòi assign cái xe đó, ok. Người ta thường mà người ta đòi assign khi mà nó chạy xa quá khỏi cái spray đó người ta mới có lời, khi đó là mình thua, hoặc là nó chạy hoài thì mình thua không giới hạn luôn. Bank account thường gọi là bank account đó chứ không còn ra đảo nữa. Nhưng mà ví dụ như sell cover call đi thì mình không có thua, ví dụ mình có share 10 đồng mình sell stray 15 đồng, khi mà nó chạy lên tới 17 18 đồng luôn đi thì ok, mình mà bị assign có nghĩa là cái 100 xe mà giá 10 đồng của mình á là được bán với cái giá là 15 đồng một xe là mình vẫn lời năm, mình make money 5 đô một xe rồi. Rồi mình sẽ lấy thêm được cái tiền credit mà khi mà mình mở contract sale call đó ra thì mình sẽ lấy được cái tiền credit, người ta hay gọi là premium hoặc là tiền credit đó, khi mà lấy về lúc mà mình mở xe, mở cái contract sale cover call. Ok. Khi nào max profit là bao nhiêu? Ok, maximum mình ăn được nếu mà không mất cái tiền, không mất xe mà mình chỉ nói về riêng về cái contract option đó thôi, maximum mình ăn được đó là cái tiền mà credit mình thu về lúc mà mình mở contract ra. Khi mà mình mở contract ra thì sẽ có một số tiền mình thu về trước. Cái đó gọi là giống như tiền mình bán contract thì người bán là luôn luôn thu lấy tiền về trước. Còn người mua là bỏ tiền ra mua là không nói rồi. Còn người bán khi mà mình mở ra mình bán á, có nghĩa là mình lấy tiền về rồi. Ok, maximum là mình ăn được hết cái tiền đó. Thường là mình không có để ăn maximum, mình để ăn cỡ trên 50% là mình đóng rồi. Đóng cái contract sale call có nghĩa là mình mua lại chính cái contract sale call đó của mình với giá rẻ hơn. Ví dụ lúc mình mở bán contract đó là mình lấy về 500 đô thì lúc mình đóng lại thì mình mua lại contract đó của mình với giá 200 đô thôi, là có nghĩa là mình lấy về 500 mà mình mua lại 200, có nghĩa là mình trả lại nó 200 thì mình vẫn còn dư được 300 mà, thì mình ăn 300 đó đó, có nghĩa là mình không ăn max profit, không ăn max 100% là ăn 500 nhưng mình chỉ ăn 300 là ok rồi. Ok. Các yếu tố mà quan trọng trong cái contract option sale call nè, mình thấy hai cái yếu tố này là quan trọng nhất, có nghĩa là đó là cái tether time, có nghĩa là ok từ cái lúc mà mình mở cái contract đó cho tới ngày cái expire của contract đó thì nó có một khoảng thời gian, thì mỗi ngày theta nó sẽ trừ cái tiền cái giá trị value của cái contract của sale call của mình đó, nó sẽ giảm theo thời gian, giảm giá trị dần
giảm giá trị dần, có nghĩa là ok hôm nay hôm qua mình lấy về 500 đô thì hôm nay mình nếu mà mình mở thì mình không còn lấy về 500 đô nữa. Nếu mà giá stock đứng nguyên nha thì mình không có còn lấy về 500 đô nữa mà mình lấy về còn cỡ 450 đô thôi. Điều đó có nghĩa là khi giá trị value của cái contract đó càng giảm thì mình nếu mà mình muốn đóng á, thì mình cũng trả lại với cái giá tiền giảm đó, trả cái giá tiền đó ít hơn để mình đóng lại thôi, là stock không chạy mình vẫn make money. Đó có nghĩa là xoay quay mình vẫn make được money. Ok, là giá trị giảm dần. Và Theta này thì nó lấy từ đâu? Nó lấy từ của bên buyer, mấy người mà buy call đó. Đi đi du ký có câu hỏi gì không? Oh, thank you, để xíu nữa mình sửa. Sorry, cái title mình viết thiếu. Ok. Thank you. Ok, còn cái IV thì sao? Cái volatility thì khi mình cái này ấy, là đo giống như là đo độ mà on demand của cái contract đó, cái cổ con stock đó luôn. Khi mà con stock mà nhiều người cùng sống vô, ai cũng predict của nó là nó còn con này mai lên nữa, mốt lên nữa, kia lên nữa, không có điểm dừng. Ok, khi nào mà con nào mà có nhiều demand, nhiều người cùng thích vô thì đồng nghĩa với có nghĩa là cái giá trị contract cũng tăng lên, giống như nhiều người đòi giờ thời buổi này nhiều người đòi mua nhà đại đó thì cái giá trị nhà nó cũng tăng lên thôi, cái contract mà để mua được cái nhà nó cũng tăng lên thì vậy. Cái option cũng y chang vậy. Ok, cái này là khi mà nhu cầu và độ FOMO của trader hoặc là investor vào một stock nào đó thì độ hấp dẫn tăng lên, khi đó cái sell call contract, cái value của cái sell call contract nó cũng có giá trị hơn. Đó là cái lúc mà thích hợp để mình nhảy vào mình sell call, vì lúc đó mình sẽ bán được giá hơn. Ok, còn cái khi mà nó giảm nhiệt lại á thì cho dù stock nó không di chuyển, ví dụ ok ngày hôm nay ai cũng sớm vô con GME hết, rồi ngày mai ai nghe nói GME cũng lơ đầu lắc đầu hết, thì lúc đó là cái nó bị giảm nhiệt đi. Khi mà nó bị giảm nhiệt thì cái giá trị của cái sell call nó cũng tự động nó giảm theo luôn. Khi mà chỉ số IV giảm là nó giảm. Ok. À, chỉ số IV giảm nó giảm thì đồng nghĩa với là cái contract của mình sẽ ăn tiền lên, vì mình bỏ ít tiền hơn để đóng lại mà. Đó. Thì lúc đó mình cũng bán 10 nhưng mà mua lại có 5 thôi là mình vẫn là lời 5. Mình ví dụ vậy cho dễ hiểu. Ok, mọi người có câu hỏi thì cứ bỏ lên nha, mình chỉ từ đâu thì mình chỉ. Thì theo mình thấy là trong cái phần sell call thì hai cái yếu tố đó là quan trọng nhất, là Theta Time với lại IV, chỉ số IV. Nếu account của mình còn 500 đô, nó lấy hơn đó. Nhưng mà account của bạn còn 500, nó không có cho mở ban đầu đâu. Tại vì khi mở ra là nó đã lấy tiền collateral rồi. Nếu mà bạn sell naked call, còn ví dụ như bạn có 100 share thì bạn mở được một contract. Khi mà bạn có 100 share, bạn mở một contract ra rồi thì bạn không được bán share đó, bạn bán không được đâu đó. Broker nó lock lại, nó không cho bán. Ok, còn khi mà bạn account bạn có nhiều tiền kia đủ cho cover 100 share với lại có margin nữa kia, nó mới cho mở sell naked call. Khi mà broker nó thấy bạn nằm trong cái vòng nguy hiểm là
nó đã tự động nó lấy thêm tiền của bạn, nó lót lại rồi, hoặc là nó sẽ assign cái xe của bạn cho khi nào mà hợp với cái giá tiền trong account của bạn kia, nó không để lỗ đâu. Cái đó gọi là, khi đó gọi là margin call đó. Chứ không có cái trường hợp là account của bạn còn 500 là nó không lấy được hơn. Khi nào là nó thấy nó bạn gần thua là nó lo, nó tự động nó bán hết rồi. Ok. Thì bằng sell call thì mọi người cứ chú ý hai cái yếu tố này khi mà mình mở contract thôi. Để xíu hồi mình sẽ ví dụ cho mọi người coi. Ok, mình qua slide tiếp theo nha. Ok, vậy khi nào thì nên mở sell call? Khi nào nên mở sell call là hợp lý? Theo kinh nghiệm của mình á, là mình thấy buổi sáng khi lúc mà market mới mở cửa á, là khi nào cái IV nó cũng cao ấy, người ta cũng FOMO mua ra bán vô nhiều nhiều, bất cứ con stock nào cũng vậy hết. Nên cái lúc đó là cái lúc mà IV cao. Ok, mình nên mở sell call vào với những cái lúc mà IV cao như vậy, để cho dù stock mà có đi ngược hoặc là nó không chạy, mà khi mà IV mà nó drop xuống á, thì mình vẫn ăn tiền. Ok, khi mà IV cao á là sẽ được giá cao. Ok, mình sẽ sell được giá cao, thu việc được nhiều credit. Mở sell call có nghĩa là thu được càng nhiều credit thì càng tốt. Ok, còn khi nào nên mở sell call nữa? Cái này là một phần này thì mình phải xem chart thêm một chút xíu. Có nghĩa là khi stock mình nhìn trên chart á, mình thấy nó cái trend của nó bắt đầu chậm dần lại. Những cái volume buy á, trên cái volume buy của con stock nó bắt đầu ít lại dần, nó balance lại rồi, nó gần chạm vào cái đường resistance. Khi đó là mình nên mở sell call. Ok, để mình protect cái share của mình, lỡ như nó có xuống lại thì mình vẫn còn cái tiền premium ở trên để mình ăn. Ok, cái này trường hợp giờ này là nhiều bạn mà đánh long term á, mà mọi người thích lắm đánh long term, mà mình cứ có sẵn xe nữa là mình cứ mở, cứ chạm resistance là mình mở. Ok, vì thường á, vì mọi người biết rồi, khi chạm resistance là stock nó sẽ pull back, mà khi pull back là mình có sell call đầu trên là mình ăn tiền đó. Ok, còn có trường hợp thứ ba, hồi trước mình cũng có chơi theo kiểu này, là khi mình mới mua xe mà muốn giảm thêm cost thêm một chút xíu nữa. Cái này nghĩa là sao? Ok, nghĩa là như này. Ví dụ như bạn xe là 10 đô đây, một một xe đô stock chị ta. Ví dụ như mình mua con ABC, mỗi xe là 10 đô, ok. Thì 100 xe là 1.000 đô. Bạn muốn mua 100 xe là bạn phải bỏ 1.000 đô, ok. Giờ mình bỏ ra 1.000 đô, mình mua 100 xe xong rồi. Mình mở liền luôn một cái contract sale call ngay chỗ sau khi mình mua luôn. Thì mình khi mà mình có 100 xe thì mình mở luôn cái contract sale call liền tại chỗ đó luôn á, thì mình không mắc cái gì hết, vì mình có vốn là 100 xe của mình là 1.000 đô rồi, mình mua 100 xe rồi, thì mình mở ra là mình lấy về credit được cỡ bao nhiêu đó. Ví dụ như cỡ được cỡ 200 đô đi, thì bây giờ 1.000 đô trừ cho 200 đô là còn 800 đô, đúng không? Thì thay thì account mình nó tăng lên là 200 đô. Thì thay vì hồi nãy mình bỏ 1.000 đô mình mua 100 xe, giờ mình bỏ có 800 đô mình có được 100 xe rồi. Right. Đó là cái một cái yếu tố nữa khi mà mình có mở sale call. Rồi khi mình muốn bảo vệ tài khoản mà không muốn bán xe để kiếm lời đó, thì như lúc nãy mình nói là những người chơi long term là người ta hay thích mở sale call là vì vậy. Thay vì có lời rồi người ta muốn bán chốt lời, người ta không có, người ta để long term người ta không bán, nhưng mà người ta muốn kiếm thêm tiền ăn hàng tuần đó. Đáng lẽ giờ ông nào cũng vô nói ok mua con này để nó lên tiền, giàu có tiền rồi mua con khác,
tiền đâu mà mua hoài được, chỉ có tiền rồi bán siêu khó lấy tiền đó mới đi mua con khác nữa chứ, chứ tiền đâu mà khi nào cũng kêu vô long thơm rồi để nó vài năm, tiền đâu mà mua hoài vậy được, đúng không? Thì chỉ có là mình không bán stock lấy lời ấy, thì mình mở siêu kho để mình kiếm tiền đó rồi mình mua con khác nữa, vậy thôi. Là khi những lúc đó là nên mở siêu kho đó, còn lại đừng có chơi siêu kho làm gì. Đi du ký mở spread để bảo toàn sale kho không bị mắc xé hả? Có, lúc đó spread sale kho có nghĩa là cái đó là một cái bài khác rồi, nhưng mà đó là cái một cái thí dụ khác. Tại vì cái sale kho này, khi mà mình mở sale kho mà mình không có xe mà mình không muốn risky nhiều á, thì mình phải có một contract gọi là buy call ở dưới rồi mình sale kho ở trên, hoặc là mình mở sale kho ở dưới buy call ở trên cũng được nữa. Thì cái đó là một cái về cái strategy khác, cái đó là giống như kiểu là credit card spread hoặc là debit card spread. Nếu con stock càng đi xuống thì tiền premium càng giảm ha? No, con tiền về nếu con stock mà càng đi xuống, để mình coi. Đúng rồi. Vì ok, giờ mình đang cái con stock nó đang giá 10 đô đúng không? Mình mở sale kho 15 đô đi. Là giá là mình thu về được 200 đô. Mà khi con stock nó xuống còn 7 đô mà mình mở sale kho thì nó không còn 200 đô nữa mà nó còn cỡ 100 đô thôi à. Tại vì cái trường hợp mà từ 7 đô lên tới 15 đô nó xa quá, nó gần double luôn. Thì cái xác suất đó khó xảy ra hơn trong cùng khoảng thời gian. Và trong cùng cái trade đó thì cái xác suất mà từ 7 lên 15 nó xa hơn là từ khúc 10 lên 15. Nên cái tiền premium của từ 7 lên 15 nó giảm. Thì những người mà mở khúc trend rồi đó, trước khi nó xuống á, thì người ta đang ăn tiền rồi. Tại vì người ta lấy được premium nhiều lúc lúc nhiều. Giờ người ta mua lại với cái premium giá rẻ hơn thôi. Là người ta lời cái khúc chênh lệch đó. Nhưng stock đó mình nghĩ nó sẽ xuống mới mở sale call được phải không? Đúng rồi. Sale call là mình đánh, mình estimate khi mà con stock nó đi chậm lại, nó không còn lên nữa, hoặc là nó bắt đầu nó chạy xuống thì mình mới mở sale call. Ok. Mình mở sale call những cái ngày mà stock thiệt xanh luôn đó. Nó xanh nhiều quá, nó lên nhiều quá rồi, nó không lên được nữa là mình vô mình quốc một cái sale call luôn. Sale call không cần collateral, sale naked call cần collateral. Ai chỉ cần có đủ tiền trong account vậy. NN là sale call không cần collateral khi mà mình có 100 share. Ok. Là mình dùng cái 100 share của mình để mở một contract, là 100 share là collateral của mình đó, coi như là collateral, là coi như tiền vốn của mình đó. Còn sell naked call là cần collateral, là tự broker nó sẽ lấy tiền, phải có đủ tiền đó trong account, phải có margin nữa, thường là phải có margin nữa nó mới cho mở. Chứ không phải là chỉ có đủ 100 xe, cái giá trị tiền bằng mua được 100 xe là nó cho mở đâu, không có đâu. Tại vì cái xe đó nó có thể có dividend khi mà nó lại, hoặc là nó có thể chạy lên nữa. Ví dụ như lúc mình mở xe đó 10 đô, nó chạy lên 20 đô là mình phải cần double tiền collateral chứ. Lúc đó là thằng broker nó sẽ tự trừ thêm tiền trong account của mình đó. Thì nó phải make sure là mình có tiền để cho nó trừ trong tương lai. Ok. Bốn bò năm bộ là gì? Mình không có chuyên siêu kho, vấn đề nó lên lại sợ nó lên nữa, toàn chạy đi gỡ. Chắc vì ăn phở quá mới có duyên chị ơi, ăn bún bò không có duyên lắm.
Nếu siêu con nó kịch thì nó lấy bao nhiêu cho collateral? Cái đó mình thường là nó phải mình nghĩ là nó bên cái account của mình là cao advance nó lấy công mấy chục percent à, nhưng mà nó phải cần require cái cash lớn. Đúng rồi, chị An nói là unlimited trong đó, tại vì mình unlimited loss mà. Bởi vậy mình không có, mình khuyên là không có nên chơi sell call, sell nhất là sell naked call nha. Chỉ có sell call per call để ăn tiền mà premium giống anh Khôi mà anh Khôi Tesla, đại sứ Tesla đó. Chỉ có ví dụ như có sell Tesla nhiều thì sell call per call được. Nó mình thêm một cái nữa là khi nào để mở sell call là ví dụ mở sell call là mọi người canh những cái ngày mà con stock nó thiệt xanh luôn đó, chứ đừng mở mấy ngày đỏ nha, mở mấy ngày đỏ không có lời nhiều đâu. Mở mấy cái ngày mà ok ví dụ ngày này nó chạy 20% rồi, ok về vô mở sell call được rồi đó. Lúc đó là cái premium nó cao lắm, thứ nhất là nó cao, thứ hai là nó không còn chạy được nhiều nữa tại vì nó chạy nguyên ngày rồi, thì kiểu gì ngày vài ngày nữa nó cũng phải rớt thôi. Đúng rồi đó chị An, tại vì nó là super risky nên những người mà chơi option lâu năm xịn có kinh nghiệm dày đã kia người ta mới mở cho mình chơi cái sell naked call, chứ còn không mở cho amateur vô chơi thì họ thua họ mắng vốn nữa. Chơi amateur chỉ có chơi buy call được vậy thôi, đưa đồ cho mấy thằng mà advanced account á. Yeah, đó là luật của tụi sếp mà, chứ mở ra mất công member nó mắng vốn nó khóc nữa không biết bấm bậy. Bởi mấy cái có nhiều cái nguy hiểm không biết bấm vô, không biết mình phải thua unlimited luôn đó, nên tốt nhất là né ra nha, không bao giờ sell naked call, sell cover call only, mọi người nhớ dạy giùm mình. Với lại chắc nhắc là mọi người đừng có short sell luôn, short sell nó cũng unlimited loss á. Ý, cái này cái slide này chưa update hả? Sorry mọi người, để mình chỉnh lại cái slide. Ủa sao lại vậy ta? Ok, mình đang mở cái strain nào? Giờ mình viết luôn. Mình đang mở cái strain khi ok, ví dụ như hôm nay con stock nó chạy 15% rồi đúng không? Thì nó chạy lên trong 10 đô lên 15 đô đi, thì mình đang mở cái strain là mở strain, mở strain nằm drain resistance. Ok, mình đang mở cái strain mình nằm trên cái đường resistance, mình phải xem chà trong cái khúc này là mình phải xem chà. Mình ví dụ mình có con stock Apple đi đang giá 130 mà resistance của nó là 135 thì mình nên mở strain là cỡ 136 137. Còn ngày expire thì thường là expire với ngày expire khoảng 1 tới 2 tuần là tối đa. Đừng bao giờ mở xa sell call hơn, vì lúc nhiều lúc mình thấy nó lên nhiều quá mình tiếc á, mình không lỗ nhưng mà mình thấy nó lên nhiều quá mình tiếc, mình roll là mình mới lỗ. Mình đang nói về trường hợp sell cover call nha mọi người. Thường là stock nó expire vào
thứ sáu tuần thứ ba của trong tháng. Ok, những con mà có ít ngày expire á, là nó sẽ bay vào ngày thứ sáu của tuần thứ ba trong tháng. Còn những con mà có nhiều ngày expire thì không nói, là expire mỗi tuần thì mình cứ sell call trong tuần thôi. Thứ hai là mở mở vào thứ hai là tốt nhé, mở thứ hai hoặc là thứ sáu này, mình mở cho thứ sáu tuần sau, mở strain nằm trên resistance, mở strain nằm bằng hoặc ngang giá với giá share của mình. Ok, ví dụ như bạn đang có 100 share Apple giá 130 đô á, thì nếu mà tự tin á, thì mở straight sell call 130 đô luôn. Ok, mà nếu mà mình nghĩ là Apple sẽ đi xuống trong tuần cuối tuần hoặc là tuần sau thì mình mở với giá straight 130 đô luôn, là mình ăn được rất chi là nhiều tiền premium. Còn không mà mình muốn an toàn á thì mình mở cái giá cao hơn. Mở strain cao hơn, mở cái strain mà cao hơn với cái giá share của mình mua. Ví dụ mình đang có 100 share Apple giá 130 đô thì mình check thử resistance là Apple 135 đi, thì mình mở strain 136 là cao hơn với cái giá share của mình. Ok, cho dù tuần cuối tuần mình Apple nó chạy lên tới 137 luôn đi thì mình phải ba thì nó sẽ bán tự động bán 100 share Apple của mình với giá 136, với lại mình lấy thêm cái tiền premium về nữa, thì nó overall thì mình vẫn lời, nó không có lỗ gì hết. Đúng rồi, thì ấy em đang nói là cái giá break even của mình đó, là cái giá xe của mình mua vào bao nhiêu. Thank you chị bún bò nha. Đó. Thì mở strain thì mình nên chú ý những strain như vậy. Ngày expire thì expire gần thôi, mọi người đừng có mở expire xa. Cứ mở expire trong 1 tới 2 tuần tối đa là ok rồi. Còn strain là cao hơn hoặc ngang với cái giá share của mình. À, còn NADM thì nó có option hàng tháng. Ok, nó ít tiền. Em đã từng sell NADM một lần, em sell coin em ăn được nó 3-4 ngàn, 2-3 lần luôn á, là tại vì em có nhiều share NADM với loại em share chị đó, em share ngang estimate luôn, có nghĩa là em share ngang với giá share, không phải ngang mà là cao hơn chút xíu, nhưng mà mình sell từ sớm á nên em có ăn được nó mấy mấy vòng. Giờ nó giảm nhiệt rồi, tại lúc đó ai cũng NADM, ai cũng NADM thì cái premium nó mới cao. Giờ ai nghe NADM người ta cũng không có chơi, không có trend. Nhưng mà mình thấy cái trend penny nó sắp qua lại rồi đó, có khi là nó cũng muốn được thuộc hàng vừa penny nó chạy đó. Trend penny sắp quay lại rồi nha. Ok, giờ mình qua slide tiếp theo nè. Ok, giờ mình sẽ ví dụ cho mọi người coi mở contract sale call nha. Đợi mình xíu, mình mở lên. Cái gì vậy trời?
Ok, ví dụ một câu nè, mình ví dụ là mọi người có nhìn thấy màn hình không ta? Bạn đang nhìn thấy mình màn hình bình thường đúng không? Ok, giờ mình ví dụ mở một cái siêu kho Apple đi. Bữa nay là ngày 25 này, Sunday. Thì mình nên mở, thì ngày mai á, nếu mà mình có Apple thì mình nên mở cuối tuần, expire là ngày 30. Ok, mình nên mở một trong 1 tới 2 tuần thôi. Thì khi đó là call bên này, put bên này. Thì mọi người nhìn nè, Apple đang giá là 134. Thì đây là, nếu mà mình mà mở tại đây, sell call tại đây á, là 310 này, là mình được 310 premium. Cái này là giá của broker này thôi nha, nhưng mà vô là giá có thể cao hơn chút xíu, 315 này. Nhưng mà nếu mà mình mở ngay tại 134, có nghĩa là at the money, có nghĩa là đúng tại giá hiện tại của Apple, thì mình sẽ được là cái premium cao mà an toàn. Ok, không an toàn nhưng mà gọi là nằm trong vùng có thể là chơi được. Ok, chờ chút xíu em sẽ nói về IV với lại Theta luôn. Ok, đây gọi là estimate này. Đó. Còn thường mình sell call là mình không có sell ngay estimate này nha. Mình chỉ sell, ví dụ như mình sell xuống 138 đi. Như vậy cho nó an toàn. Vì xe của mình giá 130 mà. Mình ví dụ là mình có 100 xe vào giá 130 thì mình sell 138 đi. Hoặc là 137. Mình được 174 đô credit nè. Giờ tới cuối tuần mà Apple nó không lên được 137 á, thì mình lượm hết 174 đô thôi. Còn nếu mà nó lên tới 138, 159 á, thì mình phải bán 100 xe với giá 137 đô cộng lượm được 174 đô này nữa. Thì cũng ngon rồi. Quyền quyền hết. Ok. Mình không khuyến cáo mọi người chơi sell call, mở contract sell call mà vô lệnh nếu mà chưa có biết cách chơi earning nha. Earning á, là mình phải đánh đầu trên đầu dưới, có là mình bọc ở ngoài nữa nó mới chắc, chứ không phải là đánh mình sell call không đâu. Mình đánh tới 8 chân lận sell call chỉ là một chân thôi, mình phải bọc hết, nó chạy đầu nào mình cũng ăn, lúc đó là mới lợi. Giờ mình không có, mình cái lớp này là hôm nay mình không có hướng dẫn mọi người để cách chơi earning, nên gần tới earning thì mình nghĩ mọi người không nên vào, vì có khi mình không biết là nó sẽ chạy mạnh hay là rớt mạnh. Ok, đúng là gần tới earning IV nó cao, nó rất lợi cho seller, nhưng mà mình không có biết là nó chạy lên hay là chạy xuống. Nó mà chạy lên, nó chạy lên cũng nhiều lắm, mà chạy xuống nó cũng chạy xuống nhiều. Nó chạy xuống thì mình ăn không nói rồi, mà nó chạy lên mình thua sao, đúng không? Mình không thua mà mình bán xe hết sao tiền sao. Này không có mở gần earning. Ok. Ok, như cái strain này là 137 này. Mọi người thấy cái IV của nó là cái này này. Mọi người thấy không? Mình để cái cộng này là có nghĩa là IV này nó có 43% thôi, quên 42.24% thôi. Right here. Như vậy là thấp đó. Thường mà mình sell buổi sáng đó, nó làm vào khoảng 6 mấy cho tới 8 mấy phần trăm. IV mà trên 100% là cao rồi đó, IV xịn rồi đó. Nhưng mà thường mình sell trên 60% là ok rồi. Theo mình là vậy. Để mình coi thử. Này mình mở cái này có thể thấy được theo ta đây. Ok, 137 theo ta này. Mỗi ngày là nó trừ tiền của bên cái người mà bay kho 24 đô. Nó bỏ qua bên mình. Ok, ví dụ như bây giờ con stock nó nằm là 134 đúng không? Stock Apple đang là 134 mà nó sẽ quay cỡ 134, 135 hoặc là 133 dần dần đó thôi á,
là cứ sau một ngày là mình không chạy đi đâu hết thì mình vẫn có tiền 24 đô vô một tài khoản của mình. Không mày, cái giá trị contract đó nó sẽ giảm 24 đô. Thì lúc đó là coi như mình lời được 24 đô một ngày đó, nếu mà không chạy không gì hết. Cái số này nó sẽ tăng theo thời gian nha mọi người. Gần tới ngày spy thì nó sẽ trừ càng nhiều của người 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 mua. Còn mình là càng ngày gần tới ngày spy thì mình sẽ càng lời vì nó cộng gì cho mình nhiều hơn. Nó trừ bên kia, nó cộng vào bên mình. Ok. Nó sẽ thay đổi, con số này nó sẽ thay đổi theo thời gian nha. Sáng nắng chiều mưa vậy đó. Buổi sáng 24 nhưng mà buổi chiều có khi nó trừ lên tới 50 luôn cũng có nữa. Thì ví dụ mình mở thì mình này cái dòng bên này, ok để mình mở lại cái cũ đó nha. Ok, nếu mà mình muốn mua cái mình muốn mở cái sale call contract này thì mình cứ click vào ngay chỗ 174 này thôi. Rồi nó sẽ hiện lên đây là giá market hay limit. Limit này thì mình trả giá như thế nào? Mình trả giá càng cao càng tốt. Vì mình lấy việc càng nhiều càng tốt mà, vì mình là seller mà. Mình cứ kéo chỗ này maximum lên 177. Ok. Rồi mình bấm confirm là mình sẽ thấy này. Ở đây là tiền collateral này. Là tại vì cái này là margin account của BabyTree á. Nên nó giữ tiền collateral mình 2.400. Thật chắc là nhiều hơn 2.400, 2.600 lận. Nhưng mà trừ ra cái 177 đô của mình lấy về nên còn có 2.400 thôi. Max profit của mình là 177 này, mình ăn trọn là 177. Nếu mà mình ăn trọn. Còn mình thua là bao nhiêu, max loss là không giới hạn này, unlimited infinity này. See, stock càng lên là mình càng thua đó. Khi mà mọi người make sure cái này rồi, ok bấm send thôi. Ví dụ con khác nha, ví dụ như NIO đi. Đây, nhìn mọi người nhìn NIO là sale sướng này. Thấy không? IV của nó tăm mấy này, vậy là giá cao lắm đó. Có nghĩa là con NIO này nhiều người đang tập trung vô chơi nó đó. Đang tập trung vô đánh NIO nên cái IV nó mới cao. Đó. Giờ vô sale kiểu gì cũng ăn NIO hết. Vì NIO mà nó không chạy là mình ăn rồi, vì cái IV nó cao á. IV cao thì giá contract mình sell được sẽ được nhiều tiền. Còn mỗi ngày nó trừ cũng nhiều tiền nữa này. Ok. Cái gì không hiểu mọi người cứ báo vào trong cái classroom cho mình nha. Còn call thì bid có nghĩa là sale. Mình muốn buy call trong ThinkOrSwim thì mình cứ click vào dòng ask thôi. Ví dụ muốn buy call 48 thì mình click vào đây giá 120 đồng. Là nó có. Khi buy call mình trả giá là trả giá xuống. Ok. Còn sell call là mình lấy tiền về rồi mình phải trả giá lên. Mình phải trả giá lên có nghĩa là mình lấy việc càng nhiều là càng tốt. Ví dụ như này 119 đúng không? Mình trả giá lấy về 130 đồng luôn đi. Thì mình để là 1.3. Nè là max profit mình được 130 đô. Wow, bên Power có 661 à. Rẻ quá trời. Nếu mà ai có margin account nó giữ có chút xíu tiền, nhưng mà khi mà con Neo nó chạy lên là nó sẽ tự động nó lấy thêm tiền ngay chỗ này đó nha, ngay chỗ mà buying power này nè, buying power effect này. Coi còn cái gì không?
Ok, đó là những tổng quan nhắc về siêu kho rồi. Mọi người có câu hỏi nào không? Cứ cứ đăng vào cho mình trả lời cho. Hôm nay có coi như là cái bài chia sẻ ngắn về siêu kho của mình thôi. Mình biết gì mình chỉ hết thôi chứ. Chứ không phải lớp dạy gì đâu. Dạ, thank you anh. Mọi người cứ có câu hỏi gì à? Oh, ok. Close call như thế nào ha? Dạ, đúng rồi à. Ok. Ví dụ như mình đang giờ em không có cái contract sale call. Ok, đợi em chút xíu em có cách rồi. Mọi người đợi em chút xíu em. Em đỡ qua em mở với lại đóng cho mọi người coi luôn nha. Để em một giây để em login tài khoản. Đem login login tài khoản BabyTrade mà loại like. Giờ market đóng cửa rồi mình không có try trên BabyTrade bình thường được. Mình phải mở on demand thôi. Đợi em một phút nha, nó đang load. Em sẽ đóng và mở cho mọi người coi. Em kiếm một account nữa. Ok, giờ mọi người thấy màn hình này chưa? Bây giờ cứ coi như là ngày 16 tháng 3 vào lúc 8:35 sáng nha. Đây là trong real time market vào lúc đó đó, trong khoảng thời gian đó. Ok, giờ mình chưa có position nào nè. Ok, mình sẽ mua, mình có tiền nhiều mà mình mua 100 xe Apple Neo đi. Đợi chút xíu nó update giá NIO vào thời gian đó nha. Ủa sao rẻ vậy? What? Đợi chút xíu mình coi thử. Oh, 2020 hả? Nè, 2021 đi. Ok, cho ngày 15 tháng 3 2021 nha, vào lúc 8:36 sáng nha. Nha. Ok, Neo vào lúc
vào lúc ngày 15 tháng 3 8:36 sáng là có giá 45 đồng này, nó đang nhảy này mọi người, nó nhảy. Ok, mình vô mình mua 100 xe NIO đi, 100 xe NIO với giá 4.500. Ok, giờ mình có 100 xe rồi nha. À, mới mở ra lỗ 5 đô rồi, đúng rồi, chơi dở mà. Ok, giờ ngày 15 nè, giờ mình sẽ mở sale call ngày 19 tháng hạn nè, mình mở trong tuần nè. Mình giá trade của mình mua là 45 đúng không? 45.13. Giờ mình vô mình mở NIO ngày ngày 19 này. 19 tháng 3 này. Mình đợi chút xíu nó update đã. Ok, 45 thì mình mở sale call cỡ 47 48 đi, 93 đô cuối tuần. Ok, một contract mình có 100 xe mà, mình click vào đây rồi mình chọn limit market thì mình để giá market thường, nó không có feel good trong cái broker này đâu, mình để giá limit để cho nó chắc. Mình chọn giá maximum là 93 luôn, lấy được càng nhiều càng tốt nè. Ok, lấy về 93 đô rồi. Ok, mình mở được một contract sell call rồi nè mọi người. Mọi người thấy không? Giờ mình có một contract sell call ngày 19 tháng 3 hết hạn. Straight là 48. Tới cuối tuần á. Tới cuối tuần mà stock NIO nó không, tới ngày 19 mà nó không có chạy lên trên 48 á, thì mình ăn trọn 93 đồng. Ok. Mà stock nó lên á, nó lên thì mình thua, không phải thua mà là mình sẽ bán được 100 xe NIO này với giá 48 đô, là mình lời 3 đô một xe. Ok, vì bên đây mình mua 45 đô một xe mà, rồi mình lấy được luôn 93 đồng luôn. Ok, đường nào mình cũng không thua. Giờ em sẽ chỉnh tới ngày 19 tháng 3 xem giá nó bao nhiêu nè. Đa hiện tại đang là 15, ngày 15 đúng không? Giờ em chỉnh qua ngày 19 này. Ok, chờ chút xíu nó đang update có thể ngày 19 NIO đi về đâu. Ok, mọi người thấy à, giờ giá market của NIO vào ngày 19 nó còn cỡ 40 đồng thôi, là nó giảm 5 đô một xe rồi. NIO nó pull back từ 45 về 40, có nghĩa là khúc này mình đu đỉnh rồi đó. Không phải đu đỉnh mà đu sườn núi thôi. Thì thay vào đó, nếu mà mình giữ xe không á, thì mình lỗ 426 đồng, lúc mà từ lúc mua tới giờ lỗ 435 đồng này. Còn cái contract sale call mình đó là mình đang lời 91 đô nè, là mình còn 2 đô mình mở ra mình bán, mình lấy 93 đô về. Nhưng mà giờ cái mình đã lời 91 đô, có nghĩa là về cái contract nó còn giá trị có 2 đô thôi. Giờ mình muốn đóng làm sao? Mình đóng là có mình trả lại nó 2 đô để mình đóng thôi, mình lấy về 93 đô ban đầu rồi. Nhưng mà giờ mình lời 91 đồng rồi, có nghĩa là mình còn nợ 2 đô thôi, thôi trả lại cho nó 2 đô để mình đóng thôi. Còn không thì mình để tới cuối ngày tự động nó mất luôn, là mình lấy trọn 93 đô. Ok. Nhưng mà thôi mình muốn đóng sớm đi, mình buồn buồn mình muốn đóng sớm, mình cho lại nó 2 đồng đi. Thì mình click chuột phải vào, mình chọn closing order này, rồi mình buy lại này, mình buy lại cái contract đó luôn. Ok. Mình lúc mở thì mình bán, bây giờ mình đóng thì mình buy thôi, buy one contract NIO này. Để mình bấm lại ở ngoài cho mọi người coi. Click chuột phải, chọn Closing Order rồi buy NIO nè, 48. Ok, một contract mình cũng đừng để giá market, để limit thôi. Mình kéo xuống dưới này, vì khi mua là mình trả giá càng thấp càng tốt á, thì mình kéo về hướng bên này. Ok, mà đây 0.02, đây cũng 0.12 thì không bao nhiêu hết. Giờ trả lại nó 2 đô này để mình đóng cái contract đó, có nghĩa là mình lời 91 đô đó. Ok rồi, này trả lại 2 đô này, call up trade này, 2 đô. Bấm vô send. Trần, đóng rồi nè. Sẽ giờ là không, về không không hết rồi nè. Là mình lời 91 đô này. Nó lúc đóng là như vậy đó. Còn bên Robinhood thì đóng cũng tương tự thôi, click chuột phải chọn close order thôi.
Ok. Còn xe này thì ok. Ví dụ giờ đang lỗ 442 đồng đúng không? Ok, mình tiếp tục mở sale call cho tuần sau. Mình giá là đang là 40 đô đúng không? Anh này giá đang 40 đô này, mọi người thấy chỗ con chuột mình này. Mình mở contract cho tuần 26 tháng 3. Mình cứ hết rồi mình đóng cái kia rồi mình mở tiếp thôi. 40 giờ mình mở là 45 đi, tại vì giá mình mua 45 mà giờ Neo mà nó chạy lên lại 45 á, thì cho dù chạy quá 45 á thì stock mình vẫn bán lại với giá 45 đô một xe, với lại mình ăn được cái tiền premium nữa, là bữa hôm hồi nãy mình ăn là 91 đồng rồi, giờ mình ăn thêm cái này 75 đồng nữa nè. Ok, mình cứ bán bằng giá đây, chọn vào ngày 26 tháng 3, chọn limit, mình chọn càng nhiều tiền càng tốt này, 76 này, confirm. Ok, mình xem một contract tiếp, lấy về 76 đô. Giờ mình đang có một contract này, sell call. Sí, mới mở ra lời 1,5 đồng rồi, IV drop á. Ok, mình chọn tới ngày 26 coi thử nha. Đợi xin nó update nha mọi người. Ok, tới ngày 26 Neo nó rớt tiếp thêm 5 đô nữa mọi người. Giờ là đúng, mình mua giá 45 là đúng, nghĩa là đủ đỉnh rồi đó. Vì mình nhớ tháng 3 là cái tháng market nó được drop, mọi người nhớ không? Tháng vừa rồi tháng 3 market nó drop dã man luôn. Thì đó, thay vì mình để không mình thu tiền ở này, mình vô mình vẫn có 75 đô nữa. Cái contract sell call mình ăn trọn này, giờ mình muốn đóng là mình trả lại nó 5 cent thôi. Cái này coi như là mình ăn trọn rồi. Muốn đóng thì click chuột phải, chọn low order, chọn limit, trả lại nó 1 cent nè. Xong. Ok. Vậy thôi, là thay vì mình bỏ không, mình thua 964 đồng, mà giờ mình ăn lại thì mình ăn lại 75 đồng đây với 91 đồng đây thì cũng được 166 đồng rồi, còn hơn là bỏ không. Ok, ok còn chị An muốn mở on demand thì như này, chị thấy cái nút on demand chỗ này không đó, còn trong cái chị cứ login vô account trade bình thường, account mà account live á, trade bình thường của chị sẽ thấy cái nút on demand ở đây, chị click vào đây là nó sẽ dàn lên như này, là nó tự động nó ra on demand rồi, chị chỉnh ngày giờ chỗ này này để chị test cái strategy bất kỳ nào đó thì chị chỉnh vào đây, chị chọn vô ngày giờ ở đây, ngày tháng năm ở trên này nè. Ok, rồi ví dụ chọn ngày nào đó chị test bất cứ con stock nào cũng được hết rồi, đó là ra nó chạy thật luôn đó. Nhiều khi giữa đêm mà mình nghĩ ra một cái strategy nào đó chơi được thì mình nhờ dậy mình test tại chỗ thôi, chứ mình không có chờ phải BBT đúng giờ market mở để mình test với số tiền thực tế luôn cho nó dễ á. Chị cứ login bằng live account bình thường rồi chị sẽ thấy cái nút on demand ở chỗ này, chị click vào thôi là được. Ok, mọi người còn câu hỏi nào nữa không? Cứ bấm này nha. Nếu hết rồi thì thank you mọi người đã theo dõi cái buổi chia sẻ của mình ngày hôm nay nha. Thank you mọi người. À, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha. Good luck tomorrow. Yeah.